Thì thỉnh thoảng tôi làm việc sống đời sống gia đình bình thường, nóng đùng cái là tôi quên tất cả, tôi phải đáp lại lời kêu gọi của cha trời thượng đế toàn năng, làm cái việc của cha trời thượng đế toàn năng bảo tôi làm. Chứ tối ngày lo cho gia đình không, lo người đời, cho người đời không, chuyện người đời xã hội không, bươi bới những cái đống rác. Tối ngày chúng ta đa số là bươi bới những đống rác không, mắc mệt rồi quên cái chuyện chuyện quan trọng của cha trời ban cho nhân loại, bảo tôi thông báo là nhân loại. Bởi vì thỉnh thoảng tôi phải quên hết, rồi sinh ra bị hiểu lầm thế này thế nọ đủ thứ chuyện, cái chuyện bình thường, nhưng mà rốt cuộc cũng không chuyện gì xảy ra. Hiện tại thì tôi đồng bà biết mà, tôi lập gia đình, tôi có 7 mặt con, gia đình tôi rất đầm ấm. Đó là hồng ân của cha trời thượng đế toàn năng ban cho thì tôi mới có được. Thưa đồng bào, đến giờ phút này sau 20 năm làm lương y chuyên trị những bệnh nặng về da không, bằng người ta làm việc cả 100 năm vậy, tại làm những vi trùng mỗi ngày mệt lắm. Ông bà biết ngày xưa cái mũi tôi á, tại tôi là có lai Do Thái, gốc Việt mà lai Do Thái, mà gốc Do Thái nữa. Tôi nói về phần đó sao, tại vì dân Việt chúng ta đó, cái gốc chính á, là gốc Noel, gốc Moisen, tản mát lưu lạc về hướng Việt Nam chúng ta lập quốc ở đó. Tôi nói phần đó sao, sau này mình nói sao chuyện đó. Và thưa đồng bào, thì bây giờ đồng bào thử kiếm một cái người nào mà được cha trời hướng dẫn và ban cho để chụp được những hình ảnh phép lạ vĩ đại này, rồi lương lĩ thông báo cho đồng bào, mời gọi đồng bào làm việc để lãnh nhận những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho. Ngài ban chúng ta đều hết á, không ai ít ra nhiều đó, nhưng chúng ta vẫn lợi ngài. Còn đồng bào nghĩ không, ai những muốn làm lớn hơn tôi hả? Trời ơi, tôi đã trao ngôi vinh vương của tôi cho rồi, tôi trao ngôi vua tôi rồi, còn làm lớn tôi, nó làm lớn thì sao? Cho nên lẽ bắt tôi quỳ lại quý vị để quý vị ra làm việc. Mà nếu cần quý vị ra ngồi xếp hàng, tôi quỳ tôi lại hết. Tôi lại cái nào, đến khi nào tôi kiệt sức nằm cái đùng ra, tôi tắt thở rồi cha trời đem tôi về chỗ nghỉ ngơi tôi khỏe. Tôi lại quý vị để quý vị làm việc, đồng hành với tôi đâu ngồi, tôi đâu bắt. Hay là kêu quý vị ra làm cái gì đâu, phải làm kêu bằng kiểu như là ra lệnh là phải kiểu như là cái kiểu mà vua mà đủ thứ đó, vua của cái đám mà siêu khuẩn ăn hại ở ở cái thế gian xảo này đó, là chờ người khác phục vụ cho mình. Tôi không phải là cái thứ đó, tôi là vua của thế giới thiên loại cho giáng lâm cùng đồng bào, và mời đồng bào cùng nhau làm vua phục vụ cho nhau, tức là chúng ta là vua, chúng ta sống trong một xã hội là chúng ta đã phục vụ cho nhau rồi. Thành ra ai bắt ai phục vụ cho ai, đúng không? Còn những kẻ mà tham sân si hung dữ ác độc thì lúc nào nó nghĩ đến chuyện mà phải bắt người khác làm cái này cái kia cho nó để nó hưởng thụ. Cái đó là đệ tử của quỷ rô xanh và là đệ tử của quỷ sa tăng khác. Thời của nó sắp hết rồi, mà chúng nó sẽ bị bắt nhốt chung vô trong một cái khu của chúng nó, khi mà ngài tỏ hiện ra từ trên trời hiện xuống và ngài sẽ cai trị chúng ta trong tình thương yêu, vinh quang và hiền hòa sung mãn, sống đầy ý nghĩa đời đời kiếp kiếp. Ngài khác sẽ đặt nền tảng ngài cai trị vương quốc của ngài ở tại đây nè, tại quả địa cầu này một khoảng thời gian, rồi sau đó như thế nào đó là việc của ngài, tôi chỉ được biết như đó thôi. Ngày 3 tháng 9 năm 2010, sau 3 ngày 3 đêm khẩn cầu xin điển của cha trời, ngài đã đến trong giấc ngủ và ngài phán như vậy, và ngài bảo tôi thông báo lại cho nhân loại. Tức là sau khi sư tử nhà Juda nhà Chúa hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009, kỷ niệm đúng 1 năm ngày khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra, thì sư tử nhà Chúa hiện ra, rồi 3 ngày sau thì sấm điển mới ngài ban cho. Sau 3 ngày 3 đêm tôi cầu nguyện thiền định tĩnh tâm thì ngài phán như vậy. Thế thì chúng ta phải cần có nhiều người nhập cuộc, tất cả chúng ta cùng nhau nhập cuộc, ai làm được gì thì làm. Chúng ta cần có ngân sách, chúng ta cần có nhiều ban, nhiều bộ. Trong lúc chờ cái nhóm ở Việt Nam, cái đám cộng sản đó, họ phải trao trả quyền tự quyết. Ngày nào họ còn chậm trễ
thì sổ trời ghi họ. Một ngày nào họ càng chậm trễ thì hồng ân của họ càng mất nhiều. Tại vì cha trời đó không có tị hiềm với ai đó. Ngài biết tất cả nhân loại đều có tội, Ngài sẽ tha thứ cho bất cứ kẻ nào thật sự ăn năn sám hối. Còn những kẻ nào mà quên quan, nghĩ rằng mình hơn người ta đó, thì coi chừng, vô tình phạm tội kiêu ngạo rồi. Mình hơn những người tội lỗi chỗ nào? Trong cái đó mình có hoàn toàn không? Thành ra khoan cái án người khác. Tất cả nhân loại đều mắc bệnh cộng sản, nặng hoặc nhẹ mà thôi. Cộng sản là gì? Tham sân si, lo đong đầy những thứ tham không đáy. Chúng ta có tham không? Có ham muốn gì không? Có thích cái gì không? Khi mình thích, mình muốn, tức là mình đã mắc bệnh này. Bệnh cộng sản, bệnh tham sân si là bệnh cộng sản đó. Trong cái đó những cái cần thiết, chúng ta lại không sống cho những gì cần thiết. Nếu chúng ta sống cho những gì cần thiết mà cần bây giờ nè, chúng ta không có mắc bệnh cộng sản. Ngoài ra, tất cả những cái thích và muốn và cần mà không cần ngay bây giờ đều là những căn bệnh có liên hệ tới cộng sản. Phần này chúng ta sẽ học hỏi sau. Một lần nữa, Thánh Giống thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của đồng bào. Nhiều câu hỏi lắm, đồng bào cứ viết về rồi tôi sẽ từ lần lượt, có thời giờ tôi sẽ trả lời đến đồng bào được rõ. Chứ tôi không có cho ai hết đó, tại vì tôi đâu có ai, đâu có đâu có gì đâu mà cho. Mình cùng nhau san sẻ học hỏi. Thưa toàn thể đồng bào quý mến, thưa quý vị Minh Vương của chúng ta đang theo dõi chương trình, cũng như là bây giờ đàn ông mà nói Minh Vương, còn quý bà quý cô nói gì là gì, mình phải kiếm một cái danh từ nào cho nó đẹp, nó sang cho quý bà quý cô. Quý ông chúng ta là những Minh Vương nước Việt, đúng không? Nhờ quý bà là cái gì, chúng ta phải tìm ra một cái tên nào cho nó hợp chứ. Chứ quý bà Việt Nam mình thì thôi, quý bà là quý cô là tuyệt vời, tuyệt vời. Vâng, tôi có hai đời vợ, đời trước cũng tuyệt vời, bà sau cũng tuyệt vời. Tôi hiểu người đàn bà Việt Nam mình tuyệt vời lắm. Đó là chưa kể tôi có những cuộc tình đẹp lắm, cả chục, mười mấy chục cuộc tình, nhưng mà tôi chưa bao giờ lợi dụng họ. À, đàn bà Việt Nam, đàn bà Mỹ rồi nó đẹp lắm, đàn bà Pháp rồi, đàn bà Âu Châu rồi, Ý này kia rồi, trên đường hành đạo tôi gặp nhiều phụ nữ đẹp lắm mà tôi chưa bao giờ lạm dụng họ. Đó là cái điều mà cảm ơn cha trời thượng đế tổng năng đã dạy dỗ tôi rất là tường tận kỹ càng. Một lần nữa, Thánh Giống thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của đồng bào. Xin hẹn vào chương trình kỳ tới. Nguyện xin hồng ân của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ở cùng quý vị và gia đình quý vị đời đời kiếp kiếp. Và nhớ hãy học hỏi, thực thi những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu thì mới được hưởng tràn đầy hồng ân vinh quang vĩ đại đời đời kiếp kiếp. Một lần nữa thành thật cảm ơn. Và đây, thưa đồng bào, đây là CD đồng bào đang nghe. CD này là nhạc Tĩnh Tâm Healing. Mặt bìa là có hình sư tử nhà Chúa, sư tử nhà Giuđa. Sách ca quyền có nói về hôm nay. Hình này tôi đã chụp được. Đây là mặt bìa. Còn phía bên trong thì có hình khuôn mặt Chúa Giêsu. Hình gốc hiện ra sao là chụp vậy. Đồng bào hãy thỉnh CD nhạc này để trong nhà, hoặc là trong sở làm, hoặc là khi lái xe nghe, hoặc là trong lúc tĩnh tâm thiền định, hay là khi mà cần dỗ giấc ngủ chúng ta ngủ ngon lành, loại nhạc này có thể giúp chúng ta. Cũng như thể loại nhạc này có thể giúp cho chúng ta, cho tất cả mọi người, mọi nơi, mọi lúc, khi chúng ta mệt mỏi và tâm hồn khủng hoảng, thì đây là một loại nhạc giúp chúng ta được thanh thản nghỉ ngơi trong lúc nghe và niệm Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban ơn, bình an và cứu rỗi cho mình, thì mình sẽ được thanh thản nghỉ ngơi trong tâm hồn. Và đây là hai trang website. Đồng bào nhớ vào hai trang website này để học hỏi, xem xét. Nhớ nha, hai trang website này đây.
và địa chỉ đi liên lạc với tôi thì đồng bào biết rồi. Nhớ thỉnh nhạc healing và hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra và hình ảnh sư tử Chúa hiện ra trong lúc chờ đợi đồng bào nhập cuộc. Đây là phương tiện, phương pháp tốt nhất để đồng bào phụ giúp tôi làm việc trong lúc chờ đồng bào nhập cuộc. Đồng bào gửi 10 đồng hoặc 20 đô la thì sẽ thỉnh được CD nhạc này và hình ảnh Chúa Giêsu và sư tử nhà Chúa hiện ra. Nhớ là bổn phận mình nha, chứ để tôi chờ lâu quá là tôi sẽ tạm ngưng chương trình, hoặc là ngưng luôn cũng được đó. Tại vì đúng ra thời dân biểu mà thông báo cho đồng bào dân Việt chúng ta đã hết rồi, là đồng bào đã chờ, bắt tôi chờ lâu quá. Bây giờ đây, giờ đây thì cha trời thượng đế toàn năng bảo tôi lo thông báo cho nhân loại được biết đó, rồi phần đồng bào thì từ từ đồng bào sẽ nhập cuộc sau. Ai mà nghe lời thì sau này sẽ được trọng thưởng vô cùng vĩ đại, còn ai mà không nghe lời cha trời kêu gọi thì sau này mất hồng ân của cha trời thượng đế toàn năng, đời đời kiếp kiếp luôn đó, thì ráng chịu chứ làm sao vậy. Thành ra nhớ là một phần của mình, tùy đồng bào quyết định. Hiện tại thì trang website, trang nhà của chúng ta đã có trên dưới 5 triệu view vào. Thì 5 triệu người này, người ta cũng đồn ra khoảng cũng vài chục triệu hoặc là cả 100 triệu người ở ngoài biết rồi đó. Nhưng mà chúng ta cần phải thông báo cho tất cả đồng bào nhân loại trên thế giới được biết về những phép lạ, hồng ân vĩ đại của cha trời thượng đế ban cho nhân loại mà dân Việt chúng ta đã chụp được trước, đã được biết trước và đã được mời gọi làm việc thông báo cho nhân loại được biết, để cùng nhau chúng ta cùng hưởng hồng ân của cha trời thượng đế toàn năng đang đến ban cho tất cả mỗi chúng ta là con người, là con cái của Ngài. Ngài mời gọi, Ngài ban cho mà chúng ta không lãnh nhận thì Ngài sẽ ban cho những giống dân khác. Đó là những gì Ngài bảo tôi phán lại cho đồng bào, tức là cho đồng bào